chào các bạn đã trở lại với series podcast Yêu Phải Tính. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện để hiểu thêm xem yêu phải tính là tính cái gì ở trong cái tập 5 này nhé. Đến với câu chuyện ngày hôm nay thì Justin muốn mọi người cùng gặp gỡ chị Anh Thơ, nữ doanh nhân thành công, là người giữ lửa của tổ ấm với diễn viên Bình Minh 13 năm nay. Chị đã từng nói trong lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, hạnh phúc cũng giống như thành công, không ai đạt đến mà không phải trải qua một quá trình lao động vất vả. Con đường nào thì cũng có đoạn bằng phẳng, đoạn gập ghềnh, nhưng mà quan trọng là mình biết để đi đến đích là phải dung hòa, vượt qua trở ngại lẫn vun đắp bồi bổ. Vậy thì xin chào chị Anh Thơ. Xin chào anh Dustin, Thơ rất là khỏe. Anh có khỏe không ạ? Dạ em khỏe, nhưng mà chị kia bằng anh là em thấy em chắc là em mới mở đầu câu chuyện cho nên Thơ lịch sự, cho nên thôi giờ Thơ gọi là Dustin nha. Thơ gọi Dustin hơi xinh dạ. Là Thơ. Dạ vâng. Vậy thì có thể là chúng ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Chị em mà chị với em thôi, mà chị cứ anh với em thì em cũng ngại. Ok. Em cũng là một khán giả, cũng là một người ngưỡng mộ những tình yêu đẹp. Đây là một cái mối quan hệ mà chắc tất nhiên trong tuổi trẻ của em thì em cũng theo dõi, em cũng biết chị Anh Thơ và anh Bình Minh, một người là người miền Bắc, một người là người miền Nam, rồi một người là kinh doanh, một người là nghệ sĩ. Bản thân em trong cái mối quan hệ của em với là bạn trai em thì một người cũng là Bắc, một người cũng là Nam. Thì mình nói về cái đó trước đi. Theo chị, cái điều gì thú vị nhất khi cả hai người đến từ hai cái vùng miền khác nhau, và điều gì là khó chịu nhất? Người Bắc họ rất là yêu thương gia đình. Và đó là cái chính, cái đó là cái mà làm cho mình hơi sốc, nhưng ngược lại nó cũng sẽ làm cho mình cảm thấy rất là yên tâm. Là cái anh này ảnh rất là quan tâm gia đình. Mình thấy ảnh quan tâm từ mẹ, từ em, từ cô dì chú bác, ai anh cũng quan tâm. Thì không lẽ ví dụ như mình là vợ mà ảnh không quan tâm à, thì đó là một cái điểm mà trừ, nhưng lại đã được chuyển thành cộng một cách rất là thích thú luôn. À anh này được nè. Hay là kể tôi nói ở một cái nền văn hóa nào cũng có những cái hay, có những cái điều rất là tốt để mình học hỏi. Và đối với Thơ là một cái người rất là chú trọng cái việc là trải nghiệm sống. Thành ra khi mình là người miền Nam, mình lại có ông xã là miền Bắc, thì cái trải nghiệm sống của Thơ cảm giác là nó rộng hơn. Giống như là mình không phải chỉ sống như là một người Nam nữa, mà vì mình là dâu Bắc. Dâu Bắc ở đây không có nghĩa là Thơ phải để làm dâu, Thơ làm đủ thứ, nhưng mà mình biết được à, ở ngoài Bắc thì họ hay có những cái tục lệ gì nè, họ có những cái điểm hay như nè. À, hay cái nào mình thấy hay thì mình sẽ học hỏi và để mà mình cũng có thể ứng dụng. Đặc biệt là Thơ thấy qua ông xã Thơ hay là qua bạn thân của Thơ, người Bắc họ rất là khéo. Rất là khéo léo cư xử, biết cách trả lời, biết cách nói như thế nào đó mà để không làm mất lòng người khác, chứ không phải cái kiểu như mình người nào là cứ tụt muốn nghĩ ra mà cứ nói như vậy mà không có chú ý nhiều đến lễ nghĩa lắm. Thì cái đó là cái mà mình cũng học được, và giống như bản thân Thơ cũng thấy là hình như mình lễ phép hơn, mình ngoan hơn chú. Dạ hiện nay thì có rất nhiều cặp đôi mà em biết là một cái tổ hợp của rất là nhiều vùng miền khác nhau, cho nên cái chuyện mà khác biệt vùng miền nó cũng quá bình thường rồi. Nhưng ở đây là còn có một cái lớp khác biệt thứ hai, đó là một người làm kinh doanh, một người làm về lĩnh vực nghệ thuật. Rõ ràng cái này là cái khác biệt mà cả hai phải ngồi xuống với nhau để nói chuyện nè. Có bao giờ có những cái cuộc trò chuyện gì mà nó đến từ việc là cả hai người khác biệt về cái ngành nghề, về cái tư duy nhìn một sự việc như là doanh nhân với lại một nghệ sĩ? Thơ có thể nói là nếu như cái mâu thuẫn mà lớn nhất trong cặp vợ chồng nào, cặp đôi nào cũng sẽ có mâu thuẫn, thì cái mâu thuẫn lớn nhất của Thơ với ông xã Thơ gần như là xuất phát từ cái yếu tố thứ hai này hơn. Thơ nói ví dụ ha, Thơ là người đi làm ở những cơ quan hoặc là những công ty nước ngoài thì từ khi Thơ mới tốt nghiệp, thành ra mình cũng đã quen và được rèn luyện cho cái gọi là cái tính rất là sắp xếp. Ví dụ như ngày nào làm gì, tuần sau làm gì, có nghĩa là mình lên kế hoạch, chứ kiểu như mình không có quá tùy hứng.
Thì rồi kể cả trong cái công việc làm hay là những cái business mình kinh doanh cũng vậy, mình không làm theo kiểu tùy hứng được, cái gì mình cũng phải suy nghĩ, hoặc là mình đặt ra kế hoạch, à nếu như kế hoạch A thì nó là như thế này, nhưng mà nếu như kế hoạch A không được thì phải có liền kế hoạch B. Nghĩa là Thơ lại là cái tuyết người rất rõ ràng và giống như sắp xếp đâu ra đó, plan đủ thứ hết, lên kế hoạch đủ thứ hết. Thì ông xã Thơ ngược lại là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ thì rất là bay bổng và tùy hứng. Anh à, ảnh thì rất là tới giờ này thích cái làm. Ủa có tính toán gì trước không, hoặc là có xem thử nếu như cái hậu quả của việc, nếu như mình thích mình làm như vậy thì nó như thế nào không, hoặc là nó có ảnh hưởng tới ai không đó. Thì những cái này là những cái mà tụi Thơ hay gọi là, nếu mà có gây nhau là ở cái vấn đề này nhiều nhất. Cũng thấy nó ủa sao không có plan gì trước hết vậy, không có tính toán gì với nhau hết, một cái thích cái làm, thích cái làm thì gì vậy. Nhưng ngược lại, giống như hồi nãy Dustin có hỏi Thơ về câu chuyện giữa người Nam hay người Bắc, thì Thơ cũng phải công nhận là nếu như hai người, Thơ cũng tưởng tượng nha, hai người mà cái gì cũng plan như Thơ hết chắc nó cũng chán chết, đúng không? Nhưng mà chả lẽ chỉ có một người tính mà cùng ngứ ngẫu hứng hết như ông xã Thơ thì coi chừng cũng rất việc thành ra. Nhưng mà chẳng lẽ chỉ có một người tính gì thì phải có một người tính ít chứ, đúng không? À, cái này là Thơ đang nói về những cái vấn đề trong cuộc sống á, có nghĩa là nó hay diễn ra như vậy. Những cái chuyện mà tới giờ mình mới hứng lên kêu làm. Thơ không ý rằng nếu như cái gì mà cũng tính toán trước thì nó cũng sẽ mất đi những cái hay, những cái lãng mạn, hoặc là ví dụ như bất ngờ. Ví dụ như Thơ nói vấn đề bất ngờ đi, Thơ lại không thích những gì đó mà quá bất ngờ. Ví dụ như uống bổ sung Thơ chẳng hạn đi, tốt nhất nên nói cho Thơ biết trước là để mình tính là ngày hôm đó tôi sẽ giữ cái giờ này, hoặc là tôi sẽ làm việc xong tôi về sớm, không có hẹn ai hết. Vậy luôn hả chị? Vậy sao còn gọi là bất ngờ nữa? Bất ngờ thì bởi, nhưng mà Thơ nói ở giai đoạn đầu, tại vì mình vẫn đang nói chuyện ở giai đoạn đầu. Thành ra cái giai đoạn đầu mình nói cái gì cũng bất ngờ, thì mặc dù đến thì cũng vui thôi, nhưng mà trời ơi, làm lỡ xếp bên kia rồi, lỡ xếp bên nọ rồi. Thế nên những cái kế hoạch của Thơ thì Thơ lại đã xếp rồi. Thế nó lại bị thế là nó lại chồng chéo nhau. Nhưng mà sau này, 1-2 năm đầu quen biết nhau rồi lấy nhau, mình hiểu rồi, thôi, tốt nhất là nên chọn vui vẻ. Và tự nhiên Thơ cũng tìm được những cái điều tích cực trong những cái việc mà ông xã cố dành những tặng những điều bất ngờ cho mình. Nghĩa là bản thân ông cũng phải tự ngồi tính toán một mình thay vì bàn với mình, đúng không? Thì bây giờ đã ngồi phải tính toán, gọi gì đặt chỗ này, mời bạn bè này nọ. Thành ra Thơ cảm giác là mình nên trân quý những cái điều đó. Công sức người ta đã làm ra, cái tình cảm người ta đã dành cho mình. Chứ còn ví dụ cái gì mà mình cũng cứ la làng lên, không phải lên kế hoạch trước, lên kế hoạch trước thì chắc lại chán. Đáng lại không buồn làm nữa, thì lúc đó mình lại là đó, bây giờ lại không quan tâm. Thành ra thôi phải rút kinh nghiệm mà là dần dần lại thấy cũng vui. Rồi để tự ngồi đoán chứ năm nay có gì đặc biệt không ta, cái dạng vậy. Những khi mình ngồi đoán thì mình cũng thấy thú vị nha. Như vậy đó là một cái quá trình lao động vất vả để mà được gọi là hiểu nhau, để mà được yêu nhau hơn, đúng không chị? Thơ nghĩ là kể cả trong quan hệ tình cảm, trong những cái mối quan hệ với gia đình đều như vậy. Không có cái gì đó mà tự nhiên mà có, giống như người ta bao giờ cũng phải cần hai bàn tay để vỗ thì nó mới thành tiếng, chứ một người cố mà một người không vỗ nó cũng không được. Và Thơ nghĩ mình cũng không nên ép người kia phải đổi theo ý của mình. Ngược lại, người kia cũng muốn mình đổi theo người kia. Thơ đâu có đổi được tính Thơ mà giống như đang từ dày chuyển qua dày được, thì người ta cũng đâu có từ dày chuyển qua dày được. Vậy thì tại sao hai người cố để hiểu nhau, và giống như mỗi người thay đổi một chút dần già, có nghĩa là để mình sẽ gọi là đóng gần cái khoảng cách lại, và cảm thấy chấp nhận và trân trọng những cái gì người kia đạt cho mình hơn, thì cái mối quan hệ nó sẽ được vun đắp hơn. Ok, chị Thơ thân mến. Vậy thì trong mối quan hệ của chị với lại anh Bình Minh á, thì ai là người sẽ tính, và nó có phân biệt là vợ hay là chồng hay không? Thơ nghĩ là bản
tính của người nào hay tính hơn thì để cho người đó tính, đừng gượng ép. Hoặc là nó không có một cái công thức nào hết là chồng anh là chồng phải tính chứ, đừng, hay là cô là vợ cũng phải biết tính chứ. Mà Thơ nghĩ là ai là người rất là hay tính hoặc là tính giỏi để cho người đó tính, người kia sẽ làm những việc người này không giỏi bằng mình, nên chia theo kiểu đó hơn. Và nên cái thế mạnh của mỗi người nên được phát huy để nâng cái thế mạnh càng ngày càng lớn lên, mà hai cái thế mạnh tập gọi là chập vào nhau thì mình sẽ có một cái thế mạnh rất là to. Gọi là chuyên môn hóa, hiện đại hóa, đúng không chị? Chuyên môn hóa, ai làm việc gì giỏi thì cứ làm việc đó, mà làm phải cho giỏi, ai làm giỏi, phải cho việc giỏi gì nên làm đó, chính xác. Đó, chuyên môn hóa, hiện đại hóa đất nước. Ok rồi, ok, cảm ơn ạ. Nãy giờ mà em nghe thì em có vẻ thấy chị là một người rất là giỏi trong cái việc quán xuyến và gọi là đưa ra những quyết định. Anh Bình Minh thì là có thể là một người có ý tưởng rất tốt, đúng không? Vậy chị có nghĩ chị có phải là một người trụ cột của gia đình không? Không, riêng cái này Thơ vẫn phải khẳng định, thật sự ra ông xã Thơ vẫn là trụ cột của gia đình. Thơ là người nói nôm na thế này ha, Thơ là người đúng nghĩa tay hòm chìa khóa. Tất cả những ví dụ như thu nhập của ông xã Thơ, Thơ quản lý, và ổng lại hoàn toàn tin tưởng mình để Thơ có thể sắp xếp cái này nó vào đâu, cái chuyện kia nó vào đâu, bao nhiêu tiền để dành cho giáo dục cho con, bao nhiêu tiền để gọi là trang trải cho cuộc sống, bao nhiêu thì dùng để dành để đi du lịch, bao nhiêu thì để đầu tư, ví dụ như vậy. Thì ông xã Thơ ông khá là tin tưởng Thơ và rất là may mắn là qua ngần ấy thời gian thì Thơ nghĩ là Thơ cũng chứng minh cho ổng được là ổng không sai khi ổng tin tưởng Thơ như vậy. Hiểu, đó là một quá trình, một cũng là lao động để mình chứng minh được là sự uy tín của mình trong việc giữ cái vai trò kinh tế. Chính xác. Em cũng có một... Đối với Thơ, trụ cột nó cũng không phải chỉ đơn thuần là ai là người làm nhiều tiền hơn thì người đó là trụ cột. Dạ. Đối với Thơ, cái người mà trụ cột của gia đình là cái người mà với cái sự hỗ trợ và giúp sức của cái người còn lại sẽ trở thành một cái đúng như là một cây cao bóng cả che chắn cho cả gia đình, không chỉ về kinh tế mà còn về trong cái cuộc sống hàng ngày. Là người mà ví dụ như Thơ về Thơ có những cái câu chuyện hoặc là những cái điều không có vui trong công việc hay là trong cái việc kinh doanh của mình, Thơ đều có thể chia sẻ. Hay là hai cô con gái của Thơ thì lúc nào cũng thích tìm ba để chia sẻ, hay là kể cho những cái chuyện nhỏ nhặt hơn, hay là ví dụ như khi con bệnh con cần phải đi chích, hay là ok mình đổi xe gì ta, mình có nên đầu tư chứng này không. Thì ví dụ như trong những cái hoàn cảnh đó thì ông xã Thơ vẫn chứng minh được là một người trụ cột rất là tốt của gia đình, chứ không chỉ đơn thuần chỉ nói về cái khía cạnh kinh tế. Là cái người mình cảm thấy mình tin tưởng và mình biết là khi mình chia sẻ sẽ có người lắng nghe và thông cảm. Trụ cột tinh thần mình, đúng rồi. Đối với Thơ, trụ cột này nó là vừa trụ cột đủ thứ, trụ cột gọi là tổng hợp. Vừa là cái trụ, vừa là cái trụ mà vừa là cái cột. Rồi, em hỏi một câu kìa cũng vui thôi. Thật sự là bây giờ nếu mà là một người làm doanh nhân, một người làm nghệ sĩ, người nào cũng bận biểu hết á. Thật ra cả hai công việc là hai hướng, nhưng cái nào nó cũng chiếm thời gian rất là nhiều. Vậy hai anh chị làm sao có thể gọi là quán xuyến gia đình của mình trong khi mà công việc của hai người đều có những cái thời gian biểu riêng? Khi mà cái cuộc sống diễn ra bình thường, chưa có Covid xuất hiện, thì bản thân Thơ và ông xã Thơ đều rất là bận rộn với cái lịch riêng của mình. Thơ thì đi công tác suốt, nhiều khi đi công tác xong rồi về đáp được ở nhà được mấy ngày lại bay đi tiếp. Hay là mình cũng có những cái công việc mình họp hành đến trễ, về trễ, rồi buổi tối nhiều khi cũng đi dự sự kiện. Còn ông xã Thơ thì lịch của một người nghệ sĩ mà làm show, chạy show buổi tối, hay là ví dụ như thời gian mà ông muốn làm nhiều phim ảnh á, thì làm phim không có chia thứ bảy, chủ nhật hay là ngày lễ gì hết, để cứ biết là đi thôi. Thì những lúc đó tụi Thơ sẽ chia theo kiểu là ai có thời gian ở nhà sẽ dành trọn thời gian đó cho gia đình,
cho con, và tụi thơ cũng cố gắng để thu xếp được ví dụ như ít nhất trong tuần sẽ có một ngày thứ bảy hoặc chủ nhật để ổng cũng xin ớt đoàn phim hay là không nhận show để có thể ở nhà với gia đình. Chứ cái thời gian đó thật sự mà nói một ngày hoặc là nếu như gọi là tối nào cũng ngồi ăn cơm với nhau thì hiếm lắm. 365 ngày đó nghĩ ăn được chắc 60 ngày là giỏi. Yeah, ăn cùng với nhau. Tao nói dù như có khi thì có mẹ ăn cùng, có khi thì có ba ăn cùng. Cho nên tụi thơ lúc nào cũng luôn cố gắng để dành một ngày cuối tuần, hay là những cái dịp ví dụ như ông xã thơ đi làm show ở một cái thành phố biển đẹp nào đó mà nhằm ngay cuối tuần thì thơ cũng sẽ thu xếp để thơ với hai đứa bé đi theo. Đi theo không có nghĩa là đi theo ổng làm việc, nhưng mà nó cùng trong một cái chuyến đi đó thì cả gia đình cùng đi với nhau. Ông xã thơ thì làm việc, còn thơ thì chơi với mấy đứa nhỏ. Rồi khi nào xong thôi, tụi thơ rất là hay kết hợp như vậy để được đi cùng với nhau. Work and life balance, vừa làm vừa tận hưởng, cái đó quan trọng lắm. Dạ, và phải tính toán trước những cái chuyến đi như thế để mà thời gian biểu nó phù hợp. Ví dụ như cái này lại là rất là cần cái sự tính toán của thơ nha. Có nghĩa là lịch ngày nào, làm show ở đâu, plan cái gì. Không phải lúc nào mình cũng đi được, nhưng mà cái này hợp lý nè. Hoặc là trong ngay cái khoảng thời gian này thơ với con đều đang được nghỉ thì mình sẽ book. Tại ví dụ mấy cái này mình còn phải book vé máy bay, mình còn phải book phòng khách sạn, mình book đủ thứ để lên một cái kế hoạch để cả nhà đi chơi được với nhau. Thì những cái này là đó là thơ sẽ vận dụng cái tính toán của mình. Nhưng mà chị có vui không khi mà chị được tính? Ôi, thật sự là thơ thích chứ. Tại vì cái việc mà được tính một phần này giống như nó là cái bản năng của mình rồi. Vừa là bản năng vừa là bản chất. Có nghĩa có vẻ như là từ bé tới giờ là đối với thơ là thơ rất là chắc tay. Thơ làm gì thơ cũng tính. Thơ rất thơ tính khá và giống như để đảm bảo được mình ít có gặp rủi ro nhất, hay là cái kết quả nó cái xác suất thành công nó cao. Thì cái đó là cái kiểu thơ tính từ bé. Dạ, yeah, em đồng ý. Em nếu mà là em ở vị trí của anh Bình Minh, em rất là hạnh phúc. Tại vì mình có được một cái chỗ dựa thực sự là về kinh tế nhưng mà cũng là về tinh thần nữa. Tại vì cái người mà biết tính toán lúc nào họ cũng bình tĩnh để vượt qua những cái khó khăn. Và mình cần phải chia sẻ với nhau để mình biết là tôi khác, anh khác, nhưng chúng ta hợp sức lại để tính toán như thế nào để san sẻ những trách nhiệm không phải chỉ cho chúng ta nữa mà là còn cho gia đình hai đứa con. Em tò mò một chút. Hiện tại là chúng ta đang vào giai đoạn cực kỳ khó khăn vì dịch Covid. Không biết là anh chị đã có những cái chuẩn bị gì hay là gặp những cái khó khăn gì? Thân nghĩ là với cái dịch như hiện tại thì không có ai, hiếm lắm. Thơ vẫn hay đùa là chắc chỉ có hai ngành duy nhất là về thực phẩm với lại y tế. Trang thiết bị y tế công nghệ. Là không bị ảnh hưởng. Đấy, công nghệ là không ảnh hưởng thôi. Còn những cái ngành còn lại là quan trọng là mức độ ảnh hưởng cỡ nào. Rất nặng. Nặng vừa vừa hay nặng nhẹ nhẹ. Chứ không ai mà gọi là không bị ảnh hưởng bởi cái lần dịch này. Bản thân thơ và ông xã thơ thì đều có cái công việc riêng. Ví dụ như thơ thì vừa thơ vẫn có một cái chân đi làm một cái thơ là CEO của một cái công ty. Thì đó coi như là một cái phần cứng của mình. Nhưng bên cạnh đó những cái business mà những cái kinh doanh mà thơ có tham gia đầu tư vào thì cũng gặp khá là nhiều khó khăn. Tại vì thơ cũng tham gia đầu tư vào những cái ngành như là giải trí, nhà hàng, hay là ví dụ như mình thì hiện bây giờ anh đang có hai công ty. Một cái công ty là anh có một cái sân để tập golf đó, với lại một cái học viện dạy golf, và một công ty tổ chức sự kiện chuyên tổ chức những cái sự kiện liên quan đến golf. Thì rõ ràng là 4-5 tháng nay những cái công việc này là không có cái ngành nào mà được phép hoạt động hết. Thì bên cái việc mà mình phải vẫn lo cho việc trả mặt bằng, mặc dù chủ nhà thì cũng rất là nice, cũng rất là dễ thương, cũng có giảm giá mặt bằng cho mình, nhưng mà ví dụ như họ cũng chỉ giảm không có mức nhất định nào thôi. Mình vẫn phải chi trả những cái mặt bằng, những cái chi phí khác, hay là mình vẫn phải hỗ trợ nhân viên để họ vẫn có thể tiếp tục được vượt qua được cái thời gian này. Và để nếu như mà mọi thứ đâu vào đó thì nhân viên cũng sẵn sàng để quay trở lại để làm việc. Thì
ảnh hưởng là ảnh hưởng có đó, nhưng mà vì tuổi thơ lúc nào, đặc biệt là thơ thì thơ như thơ nói lúc nào thơ cũng có plan B. Thơ lúc nào thơ cũng có cái quỹ dự phòng, cho nên may mắn là với cái quỹ dự phòng, với cái, những gì thơ đã tính hay là đã đoán trước thì hiện bây giờ mặc dù có khó khăn nhưng nó cũng chưa có ảnh hưởng quá sâu sắc đến gia đình, nhưng mà chuyện khó khăn chắn nha. Dạ, quỹ dự phòng đây là cái lúc mà phát huy hiệu quả của nó, để chúng ta yên tâm được là chúng ta vẫn có một cái tài sản để mà có thể sống sót, có thể không phải quá lo lắng. Đó là điều may mắn và cũng là một cái nỗ lực của gia đình chị. Bây giờ mình nói chuyện vui hơn một tí. Chắc chắn là bây giờ mình sẽ phải ở với nhau 24/24. Em cũng vậy, người yêu em cũng vậy. Mỗi đứa đều có nỗi niềm riêng. Không biết là chị thì sao, chị có bao giờ cảm thấy là bức bối quá không? Chị trong 24/24 mình phải không làm được làm công việc của mình nha. Đúng rồi. Ta nói ai mà nói trong cái thời gian này mà hoàn toàn hòa bình, chỉ có tiếng cười. Thôi nghi lắm nha. Nói chuyện nhau 24/24 7 ngày đủ trong tuần kiểu này mà thơ vẫn hay đùa là chưa xé gõ trụng nhau là may lắm rồi đó. Nhưng mà mình cũng phải học cách để ứng xử với nhau trong cái giai đoạn này. Khi mà cứ ra vào gặp rồi mình cũng stress vì công việc chứ. Tại vì ví dụ như ai mặc dù mình không đi làm thôi nhưng mà mình đều phải làm việc ở nhà, cũng phải họp hành online, rồi lại cứ suy nghĩ, rồi nhân viên F0, gia đình có người thân này, cái đầu mình nó có đủ thứ, hoặc là cứ nhận điện thoại. Nghĩa như mình cũng rất là, nếu như mình không kềm chế được thì mình cũng sẽ rất là dễ quậu đó. Mà mình cái chuyện mà mình quậu trong cái thời gian này khó, rất là khó. Em hiểu cái quậu. Mình quậu rồi bắt đầu mình lại to tiếng với nhau, tự nhiên cái không khí trong nhà nó trùng xuống hẳn. Mà hồi xưa ví dụ như mình trùng xong rồi lại đi ra đường, lại đi làm, lại ngồi ngoài, còn bây giờ nó đã trùng xuống rồi mà lại ra vô nhìn nhau nữa, nó khó lắm. Thật sự là thật rất là cố gắng, thật rất là cố gắng cân bằng tinh thần của mình trong thời gian này. Ở nhà thơ được cái gì nè, tại vì thơ với ông xã thơ may mắn là cả hai đều thuộc cái tiếp là cũng có cái tính hài hài, nói chuyện gì kiểu như cũng ráng pha trò, hoặc là mình cũng ý thức được là thôi bây giờ mà gây là khó quề đó nha. là tự nhiên không khí rồi hai đứa nhỏ nó cũng ảnh hưởng theo, tự nhiên ngồi ăn cơm mà mặt ba sụ mẹ sụ kiểu vậy thì không nên, cho nên thơ cũng ấy như vậy mà nó hơi có vẻ căng thẳng nha, nghĩa là vẫn cãi nhưng mà hơi có vẻ căng thẳng đó, đổi chủ đề hoặc là nói gì khác cho vui đi, kiểu dạng là mình phải đổi liền. Cái lại ở nhà thì tụi thơ cũng hay rủ nhau tập thể dục, ví dụ như là người đó sáng thì cả ngày thì thơ làm việc online, học hành, ông xã thơ cũng vậy, hai đứa nhỏ thì học online, hai đứa nhỏ thì đã bắt đầu học trở lại rồi. Cứ đến hai đứa chiều. Là lớp mấy chị? Một đứa lớp 7, một đứa lớp 5. Thì đến chiều có khoảng tầm 5 giờ rưỡi, 6 giờ là hú nhau đi xuống tập thể dục. Trong tuần thì thơ tập cũng được phải 5 ngày yoga. Rồi bên cạnh yoga thì nó giúp cho thơ thì mình tĩnh tâm hơn. Giống như nó, những cái động tác trong yoga thì nó linh hoạt, giống như hít sâu thở ra, thì những động tác mình nó mới đi theo nó linh hoạt. Nhưng mà bên cạnh yoga thì thơ lại rất là máu lửa, thơ rất là hay tập aerobic, nhảy zumba. Thì với những cái bài tập mà aerobic, nhảy zumba của thơ thì rất là cardio và nhạc nó rất là hay và nó rất là sung. Và nhiều khi thơ chỉ cần mở nhạc lên những cái bài mà thơ yêu thích mà thơ cũng bị nhảy là tự động miệng nó cười rồi. Nghĩa là vì thơ nghe cái nhạc đó mà thơ nhảy nó nào mặt thơ cũng cười chứ. Nhiều người cũng thơ cũng quẩn thích thơ hay quay clip đăng trên Facebook. Mọi người hỏi thơ là thơ tại sao chị nhảy chị mệt nhờ chị vẫn cười được, không biết thật sự luôn á. Thơ chỉ cần nghe cái bài đó, những cái bài thơ thích tự động cái miệng thơ cười. Thành ra những cái lúc đó riêng là mình giảm tỏa, giải stress rất là nhiều và mình sẽ cũng giảm được cái căng thẳng.
Tôi nghĩ tất cả các gia đình cũng nên chú ý cái này một xíu, nghĩa là đừng có tập trung quá vào làm việc hoặc là chỉ xung quanh. Ở nhà ai có gì tập đó, giống như Thơ đi Thơ tập yoga hay là Thơ tập nhảy đúng miếng thảm không tới 2 mét vuông thì kiểu như trong cái khuôn khổ đó thì mình cứ tập rồi mình nghe nhạc như nọ. Chị, người ta nói là đúng là cái chương trình của mình tên là Yêu Phế Tính, nhưng theo chị á, mình tính là tính xa được trong bao lâu? 6 tháng, 1 năm, 5 năm, 10 năm, em không hiểu. Thì đối với chị, tính là tính bao nhiêu lâu? Có thể. Thơ tính từ ngắn tới dài. Ví dụ như Thơ nói trong cái hoàn cảnh hiện nay ha. Này Thơ chia sẻ thiệt nha. Chưa có phải đi xếp hàng đông đúc ở siêu thị để gom hàng, nhưng mà cũng chưa bao giờ bị đói. Tại vì Thơ tính dữ lắm. Ví dụ như Thơ tính là mình sẽ đặt hàng online thế nào, thường ví dụ như có bao nhiêu app, Thơ chơi hết bao nhiêu app. Lazada Thơ cũng đặt, Tiki Thơ cũng đặt, Shopee Thơ cũng đặt, hay là GrabMart Thơ cũng đặt. Ví dụ như mình tính như vậy, Thơ nói đơn giản nhất, nhà Thơ rất là hay uống sữa đi hoặc là thịt. Ví dụ như mình cứ đặt đây đi rồi mình tới đặt kia thì sẽ bên này nó sẽ giao cách bên kia khoảng 2-3 ngày, bên nào giao trước được thì cứ giao. Thành ra Thôi cứ đặt như vậy nè. Thôi cứ đặt tính tới là nó cứ giao tiếp chứ không phải là hết đồ ăn rồi Thôi mới đặt. Thôi đã đặt từ trước và Thôi đặt sang kẽ giữa các áo với nhau. Thành ra nói là tính ai là hơn tháng nay nhà Thôi không có ai đi siêu thị, không ai đi chợ, không ai đi đâu hết trơn, mình vẫn đảm bảo được đủ. Nhưng mà cái đó là ví dụ như Thôi nói là chuyện tính rất ngắn hạn. Thì còn những cái chuyện tính trung hạn là sau dịch mình sẽ phải làm gì. Mình sẽ bây giờ đã phải ngồi tính với nhau đề mái lại như thế nào, lấy sức chạy, lấy đà chạy lại như thế nào. Và nên nhớ là thị trường lúc đó ai cũng đang hồi phục, chứ không phải là dư giả sẵn để chỉ để đem tiền ra xài kiểu dạng như phải cẩn thận. Thì cái điều gì Thơ nói đó là tính trung hạn. Còn ví dụ như tính dài hạn, đối với Thơ cái việc gì Thơ có rất là nhiều thứ để Thơ quan tâm, nhưng cái ưu tiên hàng đầu của Thơ là giáo dục cho con. Thì đây là một cái việc mà Thơ tính rất dài. Thơ tính từ khi mấy bé bước vào lớp 1, chuẩn bị chọn trường là Thơ đã tính là nếu như bây giờ cho con học trường gì, hệ gì, giáo trình loại nào, những cái môn con có nên theo không, để ví dụ như hết cái thời gian học trung học ở đây thì con có đi du học hay không. Thì nếu như để đạt được những cái gì mà Thơ mong muốn cho cái tương lai của con thì những cái đó Thơ phải tính, và Thơ phải tính rất chặt riêng về đầu tư cho giáo dục cho con. Là cái điều mà Thơ phải nói là Thơ tính chặt nhất, tại vì Thơ không muốn con mình nó có thể là bị gãy giữa đường nếu mình tính không kỹ. Ví dụ như Thơ chỉ nói đơn giản nha, có nhiều phụ huynh thích con học quốc tế chẳng hạn đi, nhưng mà mình phải tính là nếu như đã bắt đầu cho chơi, là gọi là cho học quốc tế mà phải gọi là cùng chơi đó, thì nếu như đến chừng năm thứ năm mà bé mà lại ra tại trường Việt Nam thì có học được không? Nó rất là khó cho con để hòa nhập lại. Thành ra nếu như mình đã quyết định mình như vậy thì cái con đường dài mình phải đi là như thế nào, ở từng giai đoạn, cấp 1 thế nào, cấp 2 thế nào, cấp 3 thế nào. Thậm chí bây giờ Thơ tính luôn cái đường là nếu như con tốt nghiệp thì con có thể đi du học, mình đã lên cái kế hoạch tài chính như thế nào ở cái giai đoạn của 10 năm sau khi bé tốt nghiệp, là Thơ cũng đã phải tính hết. Thơ chưa bao giờ Thơ có ý nghĩ, hoặc là Thơ cũng nói rất nhiều lần với con, Thơ sẽ không bao giờ để lại một cái tệ tài sản gì cho con hết. Các con sẽ không bao giờ nghe từ Thơ sẽ là ba mẹ con tốt nghiệp về hoặc là con đi làm với ba mẹ cho con cái nhà nha, cho con xe, là không bao giờ. Điều duy nhất mà Thơ sẽ đầu tư cho con là giáo dục. Thơ sẽ đầu tư rất chắc, bởi vì với cái nền tảng giáo dục mà con có, con sẽ tự làm ra được, giống như Thơ hay giống như anh xã Thơ, anh Bình Minh. Thành ra Thơ muốn con phải hiểu chuyện này. Cho nên riêng cái việc đó tính toán thì Dustin có thể thấy đây là cái việc tính rất dài. Giờ này Thơ đã tính mười mấy năm sau luôn rồi. Và nhưng là những cái khoản đầu tư của Thơ tới cái giai đoạn này, tới này nè, là bé tốt nghiệp lớp 11, bé học xong lớp 10 nè. Lớp 11 thì lúc đó mình có nhiều, lớp 12 có nhiều, ví dụ như là đại học có nhiều là Thơ đã tính hết rồi.
Thơ hy vọng là những cái dự tính của Thơ nó cũng sẽ diễn ra theo cái dự định của mình. Nhưng mà những cái đầu tư mà riêng Thơ đặt vào để cho giáo dục của con thì Thơ nghĩ là Thơ tính khá là chắc. Dạ, chị Lâm, em nhớ mẹ em. Tại vì như nãy em có nói rồi, và càng ngày em càng cảm thấy là đây không, thật sự là tại vì cái tính rất là quyết đoán của mẹ, thẳng thắn, quyết đoán. Mẹ em cũng là một người tính cho em ra đời vào ngày nào, tháng nào, năm nào luôn. Chị, mẹ kể lại, mẹ tính hết á con. Cao hơn thần. Cao tay luôn. Cao tay hơn thần level. Hai đứa là em với con gái, em coi em gái của em là mẹ tính. Thế thấy con thấy không, mẹ tính ra con rồng là mẹ tính chính xác. Mẹ tính con em con ra con chuột là tính chính xác luôn. Hay quá ha. Tính mà tính tới như vậy luôn thì không sao. Em thấy em rất may mắn vì con là con của mẹ em. Vì vậy em nghĩ là những hai đứa con của chị cũng sẽ cảm thấy rất may mắn vì mình có người mẹ, có người bố, mỗi người có một cái sự đóng góp riêng. Và điểm chung vẫn có, đó là họ đều tính là tính cho những người mình yêu thương. Tính là tính vì nhau. Dạ. Thì vì mình yêu, mình phải muốn bên nhau dài lâu thì mình không thể thiếu những bài học chân thật về cơm áo gạo tiền. Đúng, cái đó là điều đương nhiên. Thơ không chuộng và Thơ cũng không khuyến khích cho cái lối sống thực dụng. Nhưng Thơ đề cao cái tính thực tế. Yêu, lấy nhau hay cái gì đó phải thực tế. Nghĩa là mình phải biết ngày sau của mình như thế nào. Tại vì xuất phát điểm cả hai đều có thể cùng zero nha. Không có nhất thiết phải là phải lấy một người có tiền đồ sẵn rồi, thấy tài sản có sẵn là Thơ không khuyến khích chuyện đó. Thơ nói cả hai đều có thể bắt tay từ zero, nhưng phải tính yeah. Là nếu như lấy nhau thì mình sẽ làm gì. Rồi ví dụ như trong khi, đặc biệt là Thơ nói khi mình bắt đầu có con, lúc đó không phải chỉ là chuyện giữa anh và em nữa, mà sẽ phải nói chuyện về chúng ta. Và mình có trách nhiệm với con mình đã không sanh thì thôi, nhưng mình sanh thì mình phải ráng nuôi dạy cho tốt. Và những cái tính này Thơ nghĩ là mang cái tính chất rất là tích cực, tính để đảm bảo được một cái sự an toàn trong cuộc sống và đảm bảo những cái điều cơ bản nhất, hay là những cái mà mình muốn cho con mình đạt được sau này là mình nên tính. Chứ không phải là thực tế nó cứ tới đâu phải tới đó, trời sinh gió sinh cỏ là không nha. Thơ là không có cái ý trời sinh gió sinh cỏ ở đây nha. Dạ yeah. Nãy giờ nói chuyện rất là vui luôn. Nhưng mà em cũng cũng phải để lại thời gian để cho chị về với gia đình của mình nữa. Xin cảm ơn những cái lời chia sẻ rất là chân thành, dễ thương, thẳng thắn của chị. Đây là lần đầu tiên chị em mình nói chuyện mà lại là qua màn hình, nhưng mà em cảm thấy là cái năng lượng rất là mạnh. Chị thì cảm thấy như thế nào? Cảm ơn Justin rất là nhiều. Tại vì đến mấy cái buổi trò chuyện này tôi cũng không biết là mình sẽ được dẫn tới đâu đây. Nhưng mà nhờ vào cái sự duyên dáng và rất là khéo của Dustin, mình lấy ra được hết tất cả những tâm sự, những cái câu chuyện kể của Thơ. Và Thơ cũng hy vọng là mọi người thấy là những cái gì Thơ chia sẻ nãy giờ rất là thật. Những cái gì đó mà nó diễn ra hàng ngày, lẫn từ trong cái tính cách của Thơ cũng như của ông xã Thơ. Cảm ơn Dustin rất là nhiều về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và qua em thì Thơ cũng biết là sẽ là cũng có một người phụ nữ rất là đáng ngưỡng mộ là mẹ của em. Justin rất là vui vì hôm nay có cơ hội được trò chuyện lần đầu tiên với chị anh Thơ, nhưng mà là qua màn ảnh. Nhưng mà Justin cảm thấy cái năng lượng nó rất là mạnh luôn. Đúng như chị anh Thơ có nói là yêu phải tính là chính là tính cho nhau, tính vì nhau. Khi yêu và mình muốn bên nhau lâu dài thì không thể nào thiếu bài học rất chân thật về cơm áo gạo tiền. Bởi vì bản thân Justin là con của một người mẹ cũng rất giỏi trong việc tính toán, quán xuyến. Và mình hiểu, lớn lên mình hiểu được là mẹ mình tính là vì mẹ mình lo cho mình, yêu thương mình. Justin nghĩ là những người con gái của anh chị anh Thơ và anh Bình Minh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi lớn lên vì mình có được những người mà mỗi người một cái vai trò rất là giỏi, và cả hai đều tính cho cái tương lai của con. Cảm ơn Dustin rất là nhiều. Hẹn gặp lại vào một dịp khác nha. Và Thơ xin được chào tạm biệt khán giả của chương trình Yêu Phải Tính. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe và luôn bình an nha. Như vậy thì tập 5 của series podcast Yêu Phải Tính đến đây xin hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình. Chuỗi câu chuyện của Yêu Phải Tính sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện tính khác nhau trong các mối quan hệ gia đình, từ vợ chồng,
ông bà, con cái, bố mẹ để họ luôn có thể đồng hành cùng nhau lâu dài. Series podcast Yêu Phải Tính sẽ được phát vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trên kênh Facebook, YouTube của Prudential. Xin chào và hẹn gặp lại!